Xin kính chào tất cả quý cô bác anh chị đã đến với video ngày hôm nay. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái quy trình đóng gói cây giống bồ kết để gửi tới tay khách hàng một cách an toàn và hiệu quả nhất. Đối với chúng tôi thì việc đảm bảo cây giống đến tay người mua trong tình trạng khỏe mạnh, sẵn sàng phát triển là vô cùng quan trọng. Hãy cùng khám phá các bước chi tiết ngay sau video này. Trước khi bắt đầu quy trình đóng gói thì điều đầu tiên chúng tôi phải làm là kiểm tra tình trạng của cây giống. Đây là một bước quan trọng vì nó đã đảm bảo rằng chỉ chọn những cây giống khỏe mạnh nhất thì mới được vận chuyển. Mỗi cây giống bồ kết sẽ được các nhân viên kiểm tra cẩn thận từ rễ đến lá, đảm bảo cây không có dấu hiệu của sâu bệnh hoặc hư hỏng do thiếu nước. Sau đó chúng tôi tiến hành tưới nhẹ một lượt nước để đảm bảo cho cây đất đủ vừa ẩm, không nhưng không quá ướt. Điều này giúp cho cây đủ nước trong suốt quá trình vận chuyển mà không lo dễ bị ngập nước hay hỏng hóc. Việc cắt tỉa nhẹ nhàng thì cũng là một cái điều để thực hiện giảm thiểu cái diện tích lá bốc hơi nước. Những cây nào mà nó tốt lá quá thì chúng tôi sẽ tiến hành loại bỏ bớt cái phần lá đi. Sau đó là chúng tôi sẽ tiến hành là cuốn bầu. Đối với những cái cây giống này thì trước khi gửi đi cho các bác thì mỗi bầu cây thì đều được chúng tôi cuốn đảm bảo bằng băng dính như thế này. Sau khi các bác về nhà mình là để chuẩn bị trồng thì các bác sẽ tiến hành loại bỏ những cái phần túi bóng và băng dính này đi nha các bác nhé. Mục đích em làm như này để trong cái quá trình vận chuyển là cây nó sẽ không bị vỡ bầu, không bị long bầu, nó sẽ hạn chế được cái tỷ lệ thất thoát của cây trong cái quá trình vận chuyển tới tay các bác. Cây giống đã được bọc xong như thế này thì tiến hành tiếp theo là sẽ định hình đơn hàng bằng cách là bó 10 cây một hoặc 5 cây một tùy theo những cái đơn hàng các bác lấy. Sau đó là em lại dùng bìa cắt tông để bọc bên ngoài, và sử dụng ở đây là em chủ yếu là em sử dụng những cái phần cây chuối già để xử lý cho cái phần định hình đơn hàng, bởi vì trong cây chuối nó có cái tỷ lệ cái nước ở trong cây chuối rất nhiều nên nó rất là đảm bảo trong quá trình vận chuyển cây nó sẽ mát, cây nó không ảnh hưởng gì đến cái độ sinh trưởng của cây đâu nhé. Nếu mà các bác ở khu vực xa mà các bác lấy số lượng cây lớn thì em sẽ trực tiếp giao bằng xe tải. Còn đối với những cái đơn hàng đóng gửi bưu điện như này thì em sẽ gửi cho các bác chủ yếu là lấy lẻ và để làm sao tối ưu nhất cho các bác. Tiếp tục đóng những cái đơn hàng cây giống để gửi đi cho các bác đây. Đối với phần cây giống để gửi đi thì các bác yên tâm nhé, nhà em sẽ lọc ở trên vườn những cái cây nào mà nó khỏe nhất đây các bác này, để gửi đi đường bưu điện thì sẽ lựa lọc những cây mà nó có cái mầm lá khỏe nhất để gửi đi cho các bác anh chị nhà mình nhé. Trước khi gửi đi thì đối với những cái bầu này thì em sẽ bọc hết xung quanh, mục đích là để cho trong quá trình vận chuyển là gửi đi là nó sẽ không bị nong đất ở trong những cái bầu này. Sau khi bọc xong thì em sẽ định hình thành nhiều các cái kiện hàng khác nhau. Ví dụ các bác lấy 300 cây, 400 cây thì em sẽ chia nhỏ những cái kiện nhỏ ra. Ví dụ như là lấy thường thì em sẽ đóng là tối đa là 30 cây cho một kiện. 100 cây thì em sẽ đóng là 4 kiện. Và sẽ sử dụng tất cả những cái phần cây chuối ở đây. Phần cây chuối đây này em đã đi xin những cái cây chuối này về và sau đó là bóc ra để lấy những cái bẹ của cây chuối này. Lấy những cái bẹ cây chuối này để định hình lại cái đơn hàng. Đấy, thì để gửi đi cho các bác nhá. Cây chuối em phải đi xin đây này. Xung quanh nhà em thì có những cái khu vực các bác trồng chuối. Thì em sẽ xin được những cái cây chuối này về để lấy những cái bẹ. Bẹ chuối này thì nó rất nhiều nước chứ trong quá trình gửi đi cho các bác thì sử dụng nó để định hình đơn hàng. Thì nó sẽ không bị khô mà cây nó sẽ mát nhau nhé, không ảnh hưởng gì đến cái quá trình vận chuyển cả. Đây các bác có thể thấy đóng hết lượt nọ lượt kia, dày hết chuối này. Đây này em cũng đang dọn đi thường xuyên. Buổi sáng ngày hôm nay thì em có nhận được đơn hàng là 700 cây, thì bao gồm là của rất nhiều người. Thì em sẽ đầu tiên là sẽ tưới ẩm này. Cây ở trên vườn thì nó cũng đạt độ ẩm rồi nhưng mà để gửi đi cho bác thì em sẽ tưới lại cho độ uống nước lại một lượt, sau đó là bọc thành những cái đơn hàng như kia. Cô ba anh chị nhà mình xem like thì cho em xin một cái lượt thả tim hoặc là đăng ký kênh, là một lượt đăng ký kênh nhau nhé. Đây là buổi sáng thì các bác công nhân cũng đã đến làm. Đấy, bây giờ sẽ lọc ra, lọc những cái cây nào nó tốt nhất thì sẽ lọc ra để gửi cho các bác anh chị nhà mình trước. Còn những cây nào mà nó chưa đủ điều kiện thì lại tiếp tục là đảo bầu lại một lượt nữa. Sau đó là để chăm sóc tiếp theo để cho bao giờ nó đủ điều kiện thì sẽ xuất bán tiếp cho các anh nhá. Nhà em thì tiếp tục vẫn đang có thợ ghép này. Buổi sáng thì hiện tại bây giờ đang là chưa đến 7 giờ,
thì có một số các bác nó đi làm sớm, nhà em làm ở đây thì cứ ngày làm 8 tiếng là các bác đi làm sớm thì về nghỉ sớm. Nên một chút nữa thì phải có một các bác nữa là 7 giờ các bác mới làm được. Này cũng phụ thuộc vào gia đình, nhiều khi là phải trông cháu hoặc là cho cháu ăn sáng xong mới đi làm được. Ở đây là các bác nhà mình là không có cháu thì các bác đi làm sớm hơn. Các bác đang tập trung là nhặt những cái cây giống nó tốt và nó đủ điều kiện để đóng trước. Thì nhà em thì cứ tận dụng thôi, những cái chỗ gốc cây ví dụ như là ngoài kia nó mát, hoặc là ở trong cái phần sân này của nhà em trong này thì nó mát, nó không nắng, thì là tập trung là đẩy cây vào đây để đóng hàng. Sau khi đã quấn bầu xong thì sẽ sử dụng những cái phần bìa cắt tông để định hình các cái đơn hàng và lại một lượt cây chuối bọc bên ngoài. Đây là những cái lớp bìa cắt tông để chuẩn bị định hình bên ngoài này. Và em sử dụng những cái phần cây tre. Ở đây em đã chẻ được những cái cây tre sẵn thành những cái thanh nhỏ như này. Và sử dụng những phần cây tre này để định hình lại ở bên phần bên ngoài để cho nó chắc cái bầu, chắc cái đơn hàng. Thì một đơn tối đa em gửi đi nó chỉ là 25 đến 30 cây thôi, cho một đơn hàng thôi. Các bác lấy 100 cây thì em sẽ gửi làm 4 đơn hàng. Thì nó sẽ đảm bảo trong quá trình vận chuyển, các bác hoàn toàn là yên tâm, cây đến nơi là vẫn khỏe mạnh bình thường. Đây là cái phần cây nhà em này. Thì nó sẽ dao động từ 60 đến 80 phân, có những cây được 1 mét. Tùy theo cái chiều cao của cái phần thân thực sinh. Về mắt ghép thì nó bật đều tầm khoảng 15-20cm gì đấy. Cái phần từ mặt bầu lên đến chỗ tiếp giáp với mắt ghép thì là thường em sẽ cắt tầm khoảng 50-60 phân. Đây là các bác đang tiến hành bọc lại những cái phần bầu. Em mới có chưa biết học hát, học thơ. Hạt lạc. Lớp của em mới dày mà cái gì? Hạt lạc không? Có, là trộn hạt lạc con ăn nhá. Đây này, thấy là cây này rất chi là khỏe nhau nhá. Em đã tiến hành đảo bầu rất chi là nhiều lần trước khi là đóng những cái đơn hàng cho các bác như này. Đấy, cô bác anh chị nhà mình xem like có những cái bình luận góp ý gì thì các bác là đặt bình luận dưới phần bình luận của video nhé mọi nhá. Rất hy vọng là qua những cái buổi tương tác trực tiếp này thì có thể là giải đáp những cái thắc mắc mà các bác còn đang vướng mắc. Đây là cái phần quả non. Trong cái lúc mà nhà em đi cắt mắt ghép ấy, thì những cái phần quả non này không thể lấy được, không thể sử dụng để bán được, không nào được thì em lấy và em phơi ở đây. Và sau này sẽ để đốt cho các cái hun chuồng lợn, châu bò nhau nhá. Các bác có thấy là những cái cạnh chùm và kẽ chùm mà nó rất là sai quả. Mà cây ghép ở đây thì em lúc nào em cũng lựa là cái cây nó sai quả và quả nó mẩy nhất thì là sẽ ghép cho các bác nhé. Đây một chùm của nó này, em thấy một chùm này, hay một cái chùm như này nếu mà để nó mẩy lên, đây nó chỉ là một kẽ chùm thôi, một chùm thì nó phải tầm khoảng chục cái như này. Em một chùm bồ kết sau khi nó mẩy lên và nó chín thì các bác có bình thường nó cứ tầm khoảng 8 lạng một cân là bình thường nhau nhé. Nếu mà cứ tươi thì tầm một cân thừa thoải mái. Các bác có thấy là tất cả những cái dòng ghép vào lấy mắt ghép ở trên nhà vườn thì em sẽ lựa những cái phần cây nào và trong quá trình đi thu mua cây nào nó mẩy quả và nó được cái lượng hạt tốt. Này các bác có thấy nha, 1, 2, 3, 4, 5 6 11, 12 hạt một quả hết nhau nhá. Những cái phần này thì cũng bỏ thôi bởi vì không bán được những phần này. Phơi ở đây thì em sẽ tận dụng nên em lấy về em phơi để sau này sử dụng cho đốt chuồng trại hoặc là đốt cho nó thơm. Đây là cái các bước đóng hàng cây giống để gửi đi cho các bác. Sẽ quấn cẩn thận cái phần bầu ở trong cái quá trình vận chuyển thì nó sẽ không bị vỡ bầu, không bị rơi đất nhau nhé. Ngoài ra thì bên nhà vườn thì cũng có cái chế độ bảo hành cây cho các bác hoàn toàn yên tâm. Cây chết em sẽ gửi bù cho bác. Một số anh chị nhà mình trong cái thời gian bão vừa rồi ở khu vực miền Bắc, cơ bản là miền Bắc là bị. Đấy, cô bác anh chị nhà mình có những người trồng cây 1-2 năm mà đúng cái rìa tâm bão thì nó
đợt rồi là thiệt hại rất nặng, là vặt cụt hết, gió bão là vặt cụt hết rồi. Thậm chí là cây đang được thu hoạch, không cứ là cây bồ kết mà cả cả các cây lấy gỗ, cây bạch đàn, cây keo, cây thông cũng bị vặt cụt đến tận đất hết. Thì đối với những gia đình như vậy mà các bác lấy cây giống nhà em, không cứ là trong năm nào, trong một vài năm trước, 3, 4, 5, 7 năm trước, nếu mà các bác có bị qua những cái đợt thiên tai, các bác có bị mà các bác muốn phát triển trồng dặm lại hoặc là trồng lại, thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em Dương nhé. Em sẽ có một cái phần nào đấy hỗ trợ cho anh chị, miễn là cái lấy cây giống nhà em thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị. Bởi vì thì cũng cảm ơn tất cả các bác là trong ấy, một số bác anh chị nhà mình là cũng đã kết hợp và để cho em Dương thu mua được toàn bộ số lượng quả bồ kết mà các bác đã sản xuất ra. Rất hy vọng trong tương lai gần này có thể kết hợp thu mua toàn bộ số lượng quả bồ kết của cô bác anh chị nhà mình nhé. Quả bồ kết thì bây giờ nó đang rất chi là hiếm để mà cung cấp được, thu mua được một số lượng lớn, và số lượng quả nhiều thì cũng đòi hỏi rất mất rất nhiều thời gian. Đây là ở những cái cây nào mà nó khỏe nhất thì sẽ gửi đi cho anh chị nhà mình này. Em Đức đi vào nhà làm đi, để cho vào nhà đi để cho bà làm đỡ vướng bà con. Thôi đi em đi. Thì đóng hàng như này thì nhà em đóng thì sẽ tầm gần buổi trưa thì sẽ có đơn vị vận chuyển là bên xe của bưu điện, thì các bác sẽ trực tiếp lên lấy hàng. Nhà em làm ở đây thì ký hợp đồng với lại bưu điện của huyện, cho nên là các bác sẽ trực tiếp từ xe ô tô của huyện sẽ lên lấy hàng luôn nhau nhé. Đây các bác có thể thấy là những cái cây giống bồ kết nhà em gửi đi cho các bác thì đều được đảo bầu cẩn thận, cho nên là cây rất là khỏe, bầu dễ ổn định, cây rất đẹp nhau nhé. Sau khi đã cuốn băng dính thì các bác sẽ tiến hành định hình lại bằng những cái bìa cắt tông và bọc cái phần bên ngoài là sẽ bọc bằng cây chuối. Một tháng nghe em tính cái số lượng cây chuối người gửi đi thì cũng rất nhiều, nó tính là hàng tấn cây chuối luôn đấy. Ông ơi, lên đơn chưa? Ở đầu xe, đầu xe đạp điện. Thì đối với cái phần cây chuối gửi đi cho các bác này, đóng để định hình gửi đi cho các bác này thì bên bưu điện nhà em đang làm là 6.000 đồng cho một cân, tiền cước gửi. Tuy vậy nhưng mà cũng để đảm bảo cây giống cho các bác thì bên nhà em vẫn sử dụng cây chuối nhau nhé. Tuy rằng nó nặng nhưng mà nó sẽ đảm bảo hơn trong quá trình vận chuyển, thì cây nó mát, nó không bị trột cây, nó không bị ảnh hưởng đến cây. Trong quá trình các bác trồng thì nó sẽ không bị thất thoát cây. Ngoài ra thì nhà em vẫn tiếp tục gieo những cái luống mạ bồ kết này, luống mạ bồ kết để cho các bác này. Cô bác anh chị nhà mình ở xa mà muốn phát triển cây bồ kết mà các bác không có kinh nghiệm gieo hạt, bởi vì cái hạt bồ kết này gieo nó rất khó. Đây này các bác có thể thấy là trong những cái chỗ em gieo hạt ở đây cây nó đã lên rồi, nhưng mà vẫn còn cái hạt, những còn một số cái hạt nó vẫn đang cứng đanh này. Thì đối với những cái hạt này thậm chí là cả năm nó mới lên, phải mất hàng năm sau nó mới lên nhau nhá. Thì nếu mà các bác nhà mình không có kinh nghiệm gieo hạt thì em sẽ giao lưu với các bác là cây mạ bồ kết như này. Đối với cây mạ bồ kết này thì em đã bán 1.000 đồng một cây thôi nhau nhá. 1.000 cây thì chỉ có 1 triệu thôi. Đấy, và là các bác muốn phát triển cây bồ kết thì các bác cứ vào bầu và đóng những cái bầu như kia. Đấy, sau đó là các bác đóng bầu xong thì các bác liên hệ, em sẽ gửi cho các bác những cây mạ này về, các bác chỉ việc cấy vào bầu thôi. Cấy vào bầu và chăm sóc cho nó thành một cây to như này. Đấy, mất thời gian khoảng 1 năm, hơn 1 năm nhá. Đấy, thì cây tuy rằng nó cao tầm 1,5 mét như này. Đấy, nhưng mà cái phần thân nó phải to như này thì nó mới đủ điều kiện để ghép được. Thì sau đó là các bác ghép. Đấy, các bác lấy mắt của những cái cây bồ kết bố mẹ nào nó thật sai. Có thể đi mua ở xung quanh cái khu vực nhà mình. Nhà nào mà có những cái cây bồ kết bố mẹ sai thì các bác sẽ mua những cái phần mắt, phần cành về các bác ghép vào thì sẽ được cây bồ kết ghép nhau nhé. Tuy rằng cái cây bồ kết ghép này cái tỷ lệ thành công của nó rất là thấp, nhưng mà mình cứ ghép thôi, như trên nhà em cũng vậy, cứ ghép thôi, bao giờ nó thành được thì là mình
sẽ tiến hành mình trồng. Còn cây nào mà nó ghép mà nó bị chết mắt thì mình lại ghép lại thôi ạ. Thế thì nhà em làm là cái phần thân thực sinh lúc là lượt đầu cắt để ghép thì em sẽ cắt chiều cao, nó dao động tầm độ khoảng 60-70-50 cm. Nếu mà lần đầu ghép mà nó không được thì lại tiếp tục là ghép lần hai. Đây là sẽ tiến hành lọc lựa ra những cái cây nào mà nó tốt thì sẽ để gửi đi cho anh chị nhà mình trước. Đấy, cây bầu dễ ổn định, các bác hoàn toàn yên tâm và không có tỷ lệ thất thoát đâu. Trên nhà em thì bình thường là sẽ có tầm là khoảng chục bác công nhân làm ở đây. Buổi sáng thì sẽ có một số bác là đến sớm được thì các bác sẽ về sớm, làm từ 6 giờ thì sẽ về sớm, còn các bác đến 7 giờ thì lại sẽ về muộn hơn một tiếng. Thì là sẽ cố gắng là tạo điều kiện cho các bác là nhân lực tại địa phương, bởi nhiều bác là lại phải chăm sóc cho gia đình những cái bữa ăn sáng hoặc là phải đưa các cháu đi học, thì xong những quá trình đấy thì các bác mới có thể tiến hành đi làm được. Thì vẫn cố gắng tạo điều kiện hết cỡ để cho các bác có thể làm được nhé. Ở nông thôn nó là như vậy, không giống như là đi làm ở các cơ quan công sở thì sẽ có giờ cố định, nhưng mà nhà em thì em sẽ tạo điều kiện hết cỡ để cho các bác có thể là tận dụng thời gian và đi làm kiếm thêm. Còn một số bác nữa bận nữa thì là em sẽ khoán mắt ghép như này. Đấy, các bác cứ ghép được một mắt là bao nhiêu tiền thì em sẽ khoán theo mắt ghép, thì nhiều khi là các bác tầm 8:30-9 giờ các bác mới đi làm được. 10 giờ 11 giờ các bác lại phải về nấu cơm cho gia đình rồi, thì các bác tận dụng mỗi một ngày các bác làm 4-5 tiếng đồng hồ thì vẫn làm được hết, nhưng mà nhá. Đây các bác có thể xem là nhà em đang ghép đây, ghép ở đây cây bồ kết ở đây là ghép theo hình thức là ghép lim. Sẽ chẻ cái vót cái mắt ghép thành hình cái lim, sau đó là chẻ cái phần ngọn ra và gắn vào, sau đó là lấy cái túi bóng ghép quấn lại, quấn kỹ lại để cho cây nó không bị thoát hơi nước ở cái mắt ghép và nó sẽ nảy mầm nhé. Làm cái cây bồ kết này cũng rất là vất vả bởi vì nó có gai rất nhiều. Cái đầu tiên là sẽ cắt cái phần ngọn đi này, cắt hết những cái phần ngọn này đi để chiều cao tầm khoảng 50-60 phân. Sau đó là lại phải có tiếp tục là đi cắt những cái phần gai, cắt những cái phần gai ở những cái cây bồ kết này, thực sinh này. Đấy, cắt đi tầm 20-30 cm thì mới tiến hành là ghép được, bởi vì không có gai nó đâm vào tay, phải cắt như này thì mới ghép được nhau nhá. Đấy, thì cứ ghép xong là cây nào mà thành được thì là tốt, mà cây nào mà nó không thành, nó thối mắt thì lại cắt bỏ đi một lượt nữa để ghép lại thôi. Đấy, cô bác anh chị nhà mình có quan tâm đến cây bồ kết ghép thì các bác liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại là 0397405924. Ngoài ra thì cơ sở nhà em là ở xã Nam Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đấy, cô bác anh chị nào nếu mà các bác ở khoảng cách địa lý gần thì có thể mời các bác qua trực tiếp nhà vườn, giao lưu với nhà vườn và tham quan cây nhau nhé. Tổng là 701 à? 741 647 hết thế nào đây nhỉ? Em đếm thì đếm lại đi. À. Cây sẽ lọc những cây tốt để gửi cho các bác trước này. Đấy, còn những cây mà nó kém đấy, thì lại tiếp tục đảo bầu, dồn lại và để chăm sóc nhau nhé. Đấy, các bác yên tâm là không phải lo về cái phần, không phải lo về cái phần cây giống đâu, bởi vì nhà em lúc nào cũng ưu tiên là lọc những cây tốt để gửi đi trước. Còn cây tốt em để chả để làm gì, chắc chắn là làm ra những cây tốt thì phải gửi cây tốt đi cho anh chị trước rồi. Và cái phần bầu ở đây thì em sẽ đảo bầu liên tục cho nên là không có cái rễ ăn ra ngoài, khi nhấc lên là nó không bị đứt rễ đâu. Các bạn yên tâm là
về mình trồng thì cây nó sẽ không bị trột nha các bác nhé. Đây là cái phần cây sẽ đi trong ngày hôm nay, gửi cho các bác trong ngày hôm nay đây. Đối với những cái đơn hàng mà các bác lấy số lượng lớn, ví dụ là lấy một vài ngàn cây thì em sẽ chuyển bằng ô tô nha các bác nhé, chuyển trực tiếp bằng ô tô. Đối với các bác ở khu vực xa, ví dụ như là miền trong, Huế trở vào, thì các bác lấy đơn hàng số lượng lớn thì em sẽ chở trực tiếp bằng ô tô. Ngoài ra ở khu vực miền Bắc này, các bác mà lấy vài trăm cây ở khu vực miền Bắc này thì em cũng chở bằng ô tô. Cháu ngã nha con nha. Mít chào các bác đi. Mít chào các bác. Cô chào các bác. Đây này các bác có thể thấy này, cái phần mắt ghép này em thường là thông báo cho các bác là sẽ bật mắt được tầm 15 đến 20 cm trở lên. Nhưng mà ở đây có những cây nó lên đến tầm 30 cm luôn. Nhưng mà để chắc chắn thì cứ tầm 15 đến 30 cm hay 20 cm nha các bác nhá. Thông báo cho các bác như vậy. Mít chào các bác đi, vẫy tay chào bác nè. Con chào các bác. Con chào các bác. Con chào các bác. Ra chơi với bà nội đi. Ở đây là bên công ty vận chuyển thì nhà em Dương, hợp tác xã nhà em thì ký hợp đồng trực tiếp với lại bưu điện huyện Tân Yên, là trực tiếp những cái đơn hàng cây giống này sẽ đi qua cơ sở là bưu điện huyện luôn chứ không qua bưu điện xã nữa nhá. Cho nên là cái thời gian vận chuyển sẽ tối ưu nhất cho các bác, có thể nhanh nhất, gửi cây nhanh nhất cho các bác có thể. Khi các bác đặt hàng này em sẽ gửi cây ngay ngày hôm sau. Đất dễ hơn, cầm cái khó, mình không làm quen cho nó, mình đặt cái đất dễ hơn. Đặt đất cho quận mình. Đặt tức là để mình dí cái đầu ấy vào cho nó. Và ông nhập ông ấy bảo không thông trầu gai cho ông về chứ. Làm thì ghép, hôm ngày ghép ông đi trầu gai. Bảo là ông ấy không làm đâu, ông làm không có gai không. Ông em sẽ cắm cái điện thoại ở đây để ra qua hướng dẫn bác làm một chút. Mùi bát thì làm tí gì. Suốt ngày bắt con trầu gai. Ừ, đấy, ừ. Chỉ biết cái giọng đấy à. Đây tôi bảo này, quen tay thì quấn. Không làm thì thôi. Cô, quạt hồng thì nó cầm luôn ở tay như cô phải đặt trong đây. Cái này này. Cầm cái đó khó mà mẹ ra tay, còn người cũng được. Cầm cái sen đấy đã khó rồi. Thế cô phải đặt xuống đất này, xong cô dí, cố định cái đầu ấy vào thì xong dán thì nó. Là làm quen tay là được. Cái quạt hồng thì nó cầm luôn ở tay là nó đặt vào cái đầu kia nhưng mình không đặt được thế. Đây này các bác này, sau khi mà đã quấn băng dính xong thì tiến hành là định hình lại như này. Định hình như này để gửi đi nhau nhé. Mấy trăm cây. Cái chỗ này hôm qua là nó ướt, nó khô, không nó quấn hết cái chỗ cảnh, cái chỗ chỉ trỏ. Còn để lại cây khô. Cây rất chi là tốt để đảm bảo cho anh chị nhà mình trồng phát triển nhé. Để mà đóng hàng một cái đơn hàng gửi đi cho các bác thì cũng rất nhiều là cái công đoạn. Đầu tiên là bọc bầu này, bọc bầu bằng băng dính từng bầu một, sau đó là sẽ sử dụng lẹp thành những cái cây, thành những cái đơn hàng, ví dụ như 20-30 cây một, xong lại sử dụng bìa cắt tông để định hình này, xong lại lấy cây chuối này, lấy bìa của cây chuối này để bọc xung quanh để cho cây nó mát này. Tiếp theo nữa là sẽ sử dụng tre, chẻ những thanh tre ra để nẹp xung quanh, và bên ngoài lại cho một lớp bao, là một lớp bao tải để trong quá trình vận chuyển nó ổn định nhất cho các anh chị nhà mình nhá. Ô hôm phòng của cháu đóng gần nghìn. Cháu hai chị à? Bây giờ trên vườn đấy còn không? Hết rồi.
Xem đây cây nó chưa đẹp, chưa đẹp chưa gửi lên được. Em xin phép kết thúc cái buổi video tại đây nhé, buổi live tại đây nhé, tập trung vào đóng hàng nhé. Cô bác anh chị nhà mình có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại là 0397 405 924 nhé. Xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video sau.